Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Nguyên nha. Thì hôm nay em sẽ quay một cái video ngắn để hướng dẫn mọi người cách sử dụng xe Vespa và cũng như là mình sự bảo quản như thế nào để cho đúng ha. Và trước khi đi vào nội dung chính ngày hôm nay thì em cũng xin giới thiệu một tí. Hiện tại em vẫn đang là nhân viên kinh doanh của Biezo Moto miền Nam tại địa chỉ là 52 Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà khách hàng đang quan tâm tới cái dòng xe Biezo Vespa thì cứ liên hệ trực tiếp với số hotline của em là 0586573896, em có để trên góc màn hình. Mọi người có thể nhấn vào kết bạn Zalo hoặc là liên hệ trực tiếp với em luôn ha, để được hỗ trợ tư vấn từ giá bán, màu sắc cũng như là các chương trình hiện tại và gói vay, và đặc biệt là bên em có hỗ trợ giao xe tận nhà luôn ha. Nếu mà khách hàng ở tỉnh đang xem được video ngày hôm nay thì cứ liên hệ trực tiếp với em nha. Rồi, để đi vào cái nội dung chính ngày hôm nay thì bây giờ mời các bạn cùng em để xem sơ dạo vòng quanh một cái chiếc xe này trước ha. Rồi, thì vừa rồi mọi người cũng đã xem sơ về nó ha. Đây là một cái chiếc Vespa Xtreme 125 phân khối của bạn thể thao ha, và mang trên mình một cái bộ áo màu xanh bơ khá là đẹp và cũng rất là đi theo những cái chi tiết viền, nhìn khá là mạnh mẽ luôn nha. Đó thì mẫu này hiện tại bây giờ đang bán với giá là 81.300.000 mọi người, và cái mẫu của bạn thể thao này nó sẽ đa dạng màu sắc để cho mọi người lựa chọn ha. Nó sẽ có màu trắng, màu đen, màu cam và một màu xanh trời nữa, và cái màu xanh rêu này, xanh bơ này ha, là 5 màu sắc. Và ngoài cái bản thể thao này ra thì nó sẽ còn một cái phiên bản tiêu chuẩn gồm có 4 màu sắc để cho mọi người lựa chọn đấy nha. Nó sẽ có màu xám xi măng, màu vàng, màu đỏ cherry và màu xanh dương đậm. Đó, thì, và cái phân khúc 125 và 150 nó sẽ có 4 màu sắc cho mọi người lựa chọn luôn nha. Cái 150 thì nó sẽ có màu trắng, màu đen, màu xanh bơ này và một màu cam nữa. Nếu mà khách hàng đang quan tâm tới phân khúc nào hoặc là màu sắc xe hoặc là màu nào và muốn đi phối như thế nào thì cứ liên hệ trực tiếp với em sẽ hỗ trợ mọi người nha. Rồi, bây giờ mình cùng đi vào cái nội dung chính ngày hôm nay nha. Bên cạnh em đây là một cái chiếc xe đã được gắn bình, kích hoạt bình và chuẩn bị giao cho khách trong buổi chiều hôm nay, thì em sẽ tranh thủ để hướng dẫn mọi người cách sử dụng xe. Và có lẽ là hình như là em cũng đã quay một cái video hướng dẫn rồi, nhưng mà đã khá là lâu rồi. Có thể là các bạn mà mới đăng ký kênh YouTube của em thì có thể là chưa xem được cái video này, thì hôm nay em sẽ làm lại cho mọi người xem nha. Trên tay em đây là đang cầm hai chìa khóa của xe Vespa, gồm một chìa khóa chính và một chìa khóa phụ ha. Bây giờ anh có thể quay lại cái phía màn hình để cho em hướng dẫn mọi người sử dụng luôn nha. Và hai chìa khóa này khi mà mọi người sử dụng á, mọi người sẽ sử dụng cái chìa khóa xanh nha, và cất đi cái chìa khóa nâu, vì bên trong chìa khóa nâu này có sử dụng chip từ bên trong này nha mọi người. Mỗi xe Vespa chỉ sử dụng đúng duy nhất một chip từ thôi, và đúng chip của nó thì xe mình mới hoạt động được nha. Trường hợp mà xe mình để ngoài đường mà có ví dụ có bị ăn trộm bẻ khóa này kia, đây em trường hợp mà em gỡ chip ra mà vẫn bẻ khóa được nha, thì bẻ khóa được thì vẫn mở xe được mọi người, vẫn hoạt động được, vẫn bóp còi được nè, vẫn bóp còi được, vẫn xi nhan đồ này kia được, nhưng mà không bao giờ nổ máy lên được nha. Đây em sẽ thử nổ máy cho mọi người xem nha. Không bao giờ nổ máy lên được. Và đặc biệt cái chìa khóa xanh này đã được sao chép chip từ qua rồi, nên mọi người sử dụng cái chìa khóa xanh bình thường nha. Này, em sẽ rút ra. Và cái chìa khóa nâu này mọi người hạn chế không nên cất trong cái sắt, vì nếu mà cất trong cái sắt thì cái hệ thống chip từ của nó sẽ không hoạt động được. Nên là mình chỉ cất ở vào một góc nào đó ở trong tủ kính thôi nha. Rồi, xe Vespa của mình á, nếu mà anh chị nghiêng về bên tay trái á, mình sẽ khóa cổ xe này. Mình sẽ khóa cổ xe nha. Mình mở về cái trạng thái bình thường. Đây, mở trạng thái bình thường. Và mở nút kế tiếp là mình sẽ mở cốp xe. Thì mở cốp xe nó sẽ có hai cách. Một là mình sẽ nhấn vào nút này để mình mở cốp xe ha. Rất là dễ dàng và tiện lợi luôn. Đây. Về bên trong phần cốp mọi người thì nó sẽ rất là rộng rãi, thoải mái. Và xăng thì mình sẽ đổ ở phía khu vực dưới này. Xăng thì mình được 7 lít rưỡi ha. 7 lít rưỡi thì mình đổ, mình đi xa được rất là thoải mái luôn á. Và ngoài cái cách mở cốp này ra thì phía trước này nó sẽ có một cái cốp phụ nữa. Đây, khi cốp phụ này mọi người mở là khi mọi người mở hết cái chìa khóa về bên tay phải ra, mình đè vô, thì bên trong này nó sẽ có một cái cốp phụ và nó sẽ có một cái lẫy gạt để mình mở cốp nha. Đây, cái lẫy gạt đen này nè mọi người thấy không? Mình kéo nhẹ lên. Đây,
kéo nhẹ lên nha là nó sẽ ấy. Và kế bên nữa nó sẽ có cái cổng sạc điện thoại cho mình luôn nha. Đây, trường hợp mà anh chị đi xa mà hết pin á, mình có thể ghim cái dây sạc vô và mình để điện thoại phía dưới này, mình sạc pin rất là thoải mái nha. Mình đóng cốp lại đây nha. Cái trường hợp mà đóng cốp á, mình sẽ không có đóng vậy ha, đóng vậy thì nó sẽ không ăn. Mình chỉ cần nhấn tay nhẹ, nhấn nhẹ một cái thôi là nó cốp nó sẽ khớp vào ở trong cái xe luôn nha. Rồi, ở trên xe của mọi người á, thì nó sẽ có những cái công tắc cơ bản này ha. Thứ nhất á, là đèn, đèn cốp. Tại đèn cốp thì xe mình sẽ mở đèn cốp ở phía trước ha. Mở là mình sẽ mở về bên tay phải. Mở về bên tay phải nha mọi người, khác với những dòng xe khác. Những dòng xe khác thì mình sẽ gạt về bên tay trái mình mở đèn. Nhưng mà riêng về cái dòng xe Vespa thì mình sẽ mở đèn bằng phía bên tay phải. Và đây, bên này là nút đèn pha nè. Mình sẽ đá pha này ha, tắt pha ở giữa. Và đây là cái nút xi nhan trái nè. Xi nhan trái, rồi tắt xi nhan phải tắt xi nhan nha. Đây là nút còi của mình ha. Và đây là cái nút mode, mode thì là nút mode chỉnh giờ. Giờ thì hiện tại bây giờ là vẫn chưa chỉnh nha, thì bây giờ em sẽ chỉnh giờ cho mọi người. Đây, giờ thì hiện tại bây giờ là 10 giờ 28 phút nha mọi người. Đây, mình sẽ nhấn nhấn tới nút 8, 9, 10. Rồi, mình sẽ nhấn giữ nó nha, nhấn giữ nó để qua cái nút phút 28 phút. Đây. 28 phút thì mình sẽ nhấn tới 28 nha. Này. Rồi. Ôi, lỡ nhấn tới 32. Rồi, mình sẽ nhấn giữ nó thì nó sẽ trở về cái trạng thái bình thường nha mọi người. Đó, còn cái nút này là nút đề nha. Và trên xe của mình nó sẽ có những cái nút đèn hiển thị cơ bản nè. Thứ nhất là đèn báo xăng. Xe mà mình chạy trường hợp mà dưới 2 lít xăng á, thì đèn này nó sẽ sáng lên để nó báo hiệu xe mình hết xăng để mình đổ xăng thêm ha. Còn trường hợp mà xe mình đổ đầy bình xăng á, thì cái đèn báo xăng này nó sẽ tắt đi, sẽ tắt đi nha. Còn kế bên nữa là nó sẽ có một cái nút đèn đỏ. Đèn đỏ này khách rất là nhiều khách hàng hỏi em nha. Đây là cái nút đèn báo nhớt. Khi mà xe mình nổ máy xe lên, em sẽ nổ máy xe cho mọi người xem nha. Cái đèn báo nhớt này nó sẽ tự động tắt đi nè. Mọi người xem cái đèn báo nhớt sẽ tự động tắt đi nha. Là trạng thái nhớt bình thường, đầy đủ, không có bị gì hết. Còn ví dụ mà trường hợp mình nổ máy xe, mình đang sử dụng xe, mình đang chạy xe mà đèn báo nhớt này vẫn sáng, tức là hệ thống bên trong nhớt mình bị dơ rồi, bị kẹt, thì lúc đó mình ra hãng mình kiểm tra giúp em nha. Và cái thứ ba đó là phanh ABS. Chữ ABS trên màn hình mọi người. Khi mà mình chạy xe vượt quá 5 hoặc 10 km/h thì cái đèn nó sẽ tắt đi để nó hoạt động cái hệ thống an toàn phanh để hiệu quả. Còn ví dụ mà trường hợp mình chạy chậm bình thường thì cái đèn này chớp nháy là bình thường nha. Rồi, còn một cái đèn nữa là khi mà mình tắt chìa khóa mọi người, nó vẫn cháy ở đây, nó vẫn chớp nháy liên tục màu đỏ ở đây. Cái đèn này là hệ thống chip từ của xe. Sau 4 tới 5 ngày mà mình không sử dụng xe thì đèn này nó sẽ tự động tắt đi nha, để nó bảo vệ cái hệ thống chip từ bên trong. Còn ngoài ra mà mình đi xe á, ngày nào mình cũng đi á, thì khi mà mình tắt chìa khóa thì nó vẫn chớp nháy liên tục bình thường nha. Rồi, đó là những cái nút đèn cơ bản của trên xe Vespa của mình. Và đặc biệt là xe mình, nếu mà xe mới á, thì anh chị đi tầm khoảng 800 tới 1000 cây thì mình sẽ bảo dưỡng và thay nhớt máy, nhớt số lần đầu giúp em ha. Còn những lần sau thì bên kỹ thuật sẽ hướng dẫn mình thay nhớt định kỳ tiếp theo nữa. Và đặc biệt mọi người, xe Vespa của mình mới á, mua á, là có rất là nhiều khách hàng sợ chày xe và muốn kỹ và đem đi dán keo xe, thì cái trường hợp này là mình không nên nha mọi người. Tại vì nếu mà mình dán keo xe á, thì xe mình tỏa nhiệt ra rất là nóng. Và khi mà mình dán keo xe một thời gian á, thì cái lớp keo đó nó sẽ bị ố vàng trên xe của mình. Và lúc đó anh chị muốn lột đi cái lớp keo đó để mình dán lại, thì lúc đó thì mình lột đi thì nó sẽ bị bong luôn cái lớp sơn chính hãng của mình. Nên là khách hàng nào đang mua xe Vespa, sử dụng xe Vespa mà có dự định dán keo xe thì mình khuyến cáo là không nên nha. Không nên dán keo xe. Và đặc biệt nữa là xe của mình đi, khung sườn đó là thép nguyên khối, ví dụ mà xe chày nhiều quá hay là xước nhiều quá thì mình có thể dặm lại ở chỗ nào đó, chứ là đừng nên dán keo xe nha. Và ngoài những cái thông tin mà em chia sẻ tới mọi người, nếu mọi người xem thấy hay và hữu ích thì cho em một like, một subscribe để em có động lực ra nhiều cái ý tưởng hơn nữa và nhiều chủ đề hơn nữa nha. Còn bây giờ video của em tới đây là kết thúc, và hẹn gặp lại mọi người một cái video tiếp theo với nhiều chủ đề hơn và nhiều cái mẫu xe mới hơn nữa nha.